kỹ năng ôn thi toán kỳ 1 cho các em nhé. Vậy thì các em quan sát vào đề nhé. Rồi, vậy thì các em quan sát vô câu số 1 nha. Yêu cầu là cho biểu thức A, yêu cầu rút gọn. Mà các em để ý nè, có nhiều em nhảy vô rút gọn luôn á. Các em phải cẩn thận nè, để lấy điều kiện trước nha. Nhớ lấy điều kiện nếu đề bài toán rút gọn á mà khó chữa hẳn á. Nha. Nếu đề bài cho điều kiện rồi với không lấy rồi còn chưa có thì các em cố gắng lấy điều kiện nha. Phải lấy điều kiện mới được. Điều kiện của nó nè. Cứ nhớ chúng có hai câu hai ý thôi. Trong căn phải không âm và mẫu chữ ẩn khác không. A trong căn là A phải lớn bằng không. Là cái này nháp thôi. Mẫu khác không có nghĩa là hai căn A khác không. Này lớn không cộng 1 thì bé nhất bằng 1 khác không mà đừng có xét. Xét cái này thôi. Căn A trừ 1 khác không thôi. Tới đây mình giải là từ đây suy ra là nhân chuyển qua để chia cũng được đúng không? Và tương đương A khác không bình phương hai bé lên A khác không. Rồi chuyển qua đây. Trừ 1 chuyển qua là dương 1 bình phương hai bé lên A khác 1. Khác không thì mình đừng lấy bằng không. Vậy điều kiện ở bài này là A lớn hơn không và A phải sao em? Khác nha các em. Đó, các lấy điều kiện như vậy nha các em. Rồi. Vậy thì tôi xử lý bài này nha các em. À, trong mặt phải làm trước đúng không? Mà con nhà trong mặt này dấu trừ chắc anh phải quy đồng rồi. Thì mẫu thức chung. Chung lấy chung lập tiếp chung và riêng đúng không? Riêng là căn A. Cầm cái này chia này cho tôi. Mất 2 còn căn A nhân đây. Nha. Căn A mà nhân căn A mà ngoài là căn A bình phương mà ngoài bằng A. Tại vì A lớn không nghe, đúng không? Trừ 2 căn A chia 2 căn A bằng 1, 1 nhân 1 vẫn là 1, A trừ 1. Tương tự đằng sau với cũng là dấu trừ luôn, phải quy đồng luôn. Mẫu chung của nó lúc này là hai này đều riêng hết, vậy là tích chung và riêng. Đấy, tích riêng hết luôn. Đó. Đừng có làm từ giữa phụ cho ao là gian nha, em làm phép chia cho nhanh. Cầm cái này chia cho này cho tôi, mất căn A cộng 1 đi, còn căn A trừ 1. Wow. Còn căn A trừ 1 mà đây nè, em đặt căn A ra ngoài, còn căn A trừ 1. Cũng chẳng làm gì, con là thức vậy thôi, tôi để vậy luôn. A trừ căn A tính nhân luôn chẳng sao đâu em. Nhân căn A trừ 1. Có nhiều em năng trí á, là căn A ra ngoài còn căn A trừ 1. Nhưng mà chẳng đơn giản được mẫu đâu. Rồi căn A trừ 1 nhân căn A trừ 1 con vô là căn A trừ 1 tất cả bình phương rồi nhân cho căn A ngoài nữa. Nè tùy các em. Còn tôi để bài luôn chẳng sao hết. Nghe các em. Rồi qua tôi xử lý cũng sao nè. Cầm cái này chia này mất căn A trừ 1 đi còn căn A cộng 1 nhân lên đây. Đó nhân lên tử này. Rồi mình thực hiện phương pháp đa thức nhân, đa thức nào, thành công rồi. A trừ 1 để vậy đi em. Mà A trừ 1 chính là gì em nhớ không? Ngành là thức đi. Có phải liên quan ngành này nha. Tí sửa nó sau nha. Rồi hai cái nè. Trời ơi cái mẫu này hằng thức nè. A trừ B nhân A cộng B gom vô này. A bình trừ B bình bằng căn A bình trong A trừ B bình là 1 nè. Không. Mất. Rồi nhân cho em. A nhân căn A là A căn A. A nhân trừ 1 là trừ A. Căn A nhân căn A bằng A có dấu trừ là trừ A nữa. Trừ căn A nhân cho trừ 1 là cộng căn A. Nhân cho luôn nha, nhưng mà đằng trước có dấu trừ nhớ đổi dấu nha các em nha. A nhân căn A là cộng A căn A biến thành trừ A căn A. Tại vì đằng trước có dấu trừ nhớ vậy. A nhân cho 1 là cộng A biến thành trừ A. Căn A nhân căn A bằng A cộng A biến thành trừ A luôn. Căn A nhân 1 và cộng căn A biến thành trừ căn A luôn. Tại vì đằng trước có dấu trừ đổi dấu hết. Bằng bắt chữ từ này xử lý chữ từ này. A căn A trừ A căn A hết cộng căn A hết trừ 1A trừ 1A trừ 1A trừ 1A quá đẹp trừ 4A. Hai này đơn giản mất còn hai căn A. Tiếp tục chia em 4 chia 2 âm 4 chia 2 bằng âm 2. A chia căn A thì còn căn A. Tại vì A chính là căn A nhân căn A hoặc là căn A bình dị phương đúng không em? Đó là rút gọn cuối cùng nha. Câu B. Đây là câu A thôi nha các em. Câu B người ta yêu cầu nè. Yêu cầu các em nha. Tìm A nhỏ nha. Để A lớn hơn âm 6 nha. Để A lớn hơn âm 6 tương đương. Nè A là cái này nè. Trừ âm 2 căn A lớn hơn âm 6. Em nhớ không? Nhớ gì không? Giải bất phương trình trước biến có dấu trừ thì dấu bất phương trình đổi gì? Chiều. Hoặc nhân cả hai bế cho dấu âm thì dấu bất phương trình đổi gì? Tùy các em nha, tôi đổi luôn.
đang lớn biến thành bé là âm 6 chia âm 2 bằng 3. Bình phương hai vế đây, A nhỏ hơn 9. Kết luận vậy. Vậy sai không? Vậy A nhỏ hơn 9 được không? Nhỏ hơn 9 nhớ nó âm sao? Quay lại cái điều kiện. Nghe. Yeah. Nhỏ hơn 9 nhớ nó âm sao? Nhỏ hơn 9 nhưng mà phải lớn hơn không? Mà trong khoảng từ 0 đến 9 nó có số 1. Tại sao nữa? Khác 1. Nghe. Yeah. Thì A lớn hơn âm sao? Ok. Các quan sát đến câu C nha. Câu C như vậy này các em. Tính A lớn khi A bình phương trừ 3 bằng 0. Wow, câu C đã trình bày đây nha. Trình bày gọn đây cho nó gọn gọn. Ra cụ. Thông thường đề dễ như vậy nè. À, tính A lớn khi A nhỏ bằng bao nhiêu mình thay vào, đúng không? Giờ nó không cho nha. Mà cẩn thận vô nè. Ta có câu C nha các em. Ta có A bình. Đúng không em? A bình trừ 3 bằng 0. Đó, đề bài cho nè. Em hãy tính A khi A bình trừ 3 bằng 0. Làm sao biết được A? Nè, cái rút còn A lớn bằng cái này. Giờ thay A bằng nó nè. A vào đây nè. Mà A làm gì có? Có A bình trừ 3 bằng 0. Vậy làm sao bài này nhìn vô đây phải làm sao? Giải cái phương trình này tìm ra gì? Quá đơn giản, giải phương trình này dễ thôi. Trừ chuyển qua là cộng. Bỏ bình phương đi, lấy cộng trừ căn 3. Thấy chưa? Rồi sau đó mới thay vào đây. Với A bằng căn 3. Suy ra. Thay vào đây. Số hơi xấu một tí. Nha. Suy ra A lớn bằng âm 2. Căn. Mà A này là căn 3. Hai cái này. Hơi xấu một chút xíu đúng không? Rồi. Với A bằng âm căn 3. Nhưng mà anh em quan sát này. Chỗ này em tinh ý một chút xíu em lại nghe trường hợp này. Điều kiện này. Em mò em mang vô căn bậc hai số học này thì có âm, đúng không? Đúng không? Em nhìn nào, điều kiện là A phải lớn không mà A khác 1 này. Vậy âm căn 3 loại đi. Nha. Đúng này, tôi vẽ viết vuông bày cho dễ loại đi. Đáp án này. Tương đương A bằng căn 3 và A bằng âm căn 3. Cái này nhận là loại. Tại vì A là phải lớn hơn không mà phải khác 1 cơ, cái này nhỏ hơn không loại nè. Rồi vậy thì em chỉ giải một trường hợp này thôi. Với A bằng căn 3, suy ra A bằng âm 2 thì tính nhất chỉ được xong. Các em quan sát trong bài số 2 nha. Bài số 2 yêu cầu nè. Em hãy tìm A để hai hàm số này song song nha. Các em học trong lý thuyết rồi. Mối quan hệ giữa hai đường thẳng với nhau có tổng cộng. Học cơ bản thì các em có 3 mối quan hệ thôi. Thứ nhất là cắt, thứ hai là song song, thứ ba là trục. Còn nên học chút xíu lên nữa thì là hai đường thẳng vuông góc với nhau nha. Vậy thì điều kiện là để hai đường thẳng song song với nhau em học rồi. Hai đường thẳng song song với nhau khi lên số góc bằng nhau. Và B phải khác B phải, có nghĩa là A bằng A phải, B khác B phải nha. Vậy là trả lời là để hai hàm số song song khi và chỉ khi A bằng A phải, mà cái A này đây là A này, A phải này là A trừ 1 bằng A phải là 3 trừ A. B khác B phải là có nghĩa là 2 khác 1. Đúng rồi, 2 khác 1 luôn, đúng nha. Vậy thì em chỉ cần giải cái phương trình bậc 1 này thôi. Mà phương trình này quá đi đơn giản đúng không? Trừ chuyển qua là cộng nè. Vậy là 2A trừ 1 chuyển qua là cộng 1 bằng 4. Vậy tương đương A bằng mấy em? Bằng 2. Tiếp tục cho các em. Thì đây yêu cầu vẽ hai hàm số này với A vô tìm được. Vậy thì trình bày ha. Ý thứ nhất này. Với A bằng 2, suy ra Y bằng. Thế vào đây, 2 trừ 1 bằng 1, 1 x thì ghi như vậy thôi. Đó. Rồi mình vẽ nha. Đầu tiên em cho vô. Cho x bằng 0. Thì suy ra Y bằng B. B là 2 này em. Cho Y bằng 0. Suy ra bằng trừ B trên A. Vậy là trừ B trên A là trừ 2 chia 1 là trừ 2. Nha. Rồi, trường hợp tiếp theo. Tôi vẽ bên này đi nha. Với A bằng 2, suy ra cái hàm số này nè, lấy 2 vào đây nha. 3 chữ 2 thì bằng 1, 1x ghi là x thôi.
cộng 1. Rồi mình cũng làm như vậy luôn. Đầu tiên em cho x bằng 0 vô để nó cắt trên trục tung, đúng không? 0 cộng 1 thì bằng 1. Còn em làm công thức x bằng 0 thì b, b là 1, đúng không? Cho y bằng 0. X bằng trừ b trên a, vậy là bằng x bằng gì em? Trừ b trên a, vậy là trừ 1. Trừ 1 chia 1 là trừ 1. Rồi mình vẽ cho nha. Vẽ hệ trục độ ô đi vô. X y không không đây này. Rồi cho x bằng 0 y bằng 2, x bằng 0 y bằng 2 đây. Cho y bằng 0 x bằng âm 2 đây. Rồi đó như vậy. Đây, đây là đường thẳng y bằng x cộng 2. Tiếp tục cho x bằng 0 y bằng 1, x bằng 0 y bằng 1 ở đây, y bằng 0 x bằng âm 1, y bằng 0 x bằng âm 1 đây. Đâu giờ tôi cần à, đúng không, hai đường thẳng song song luôn à, hai đường thẳng song song thì nó không có điểm chung đâu nha, đó không có tìm tọa độ giao điểm được. Y bằng x cộng 1, đúng không, đúng là hai đường thẳng song song rồi. Là các em quan sát trong bài số 3 nha. Thì đây yêu cầu rút gọn này. Rồi, mấy căn này là căn đơn giản không ạ? Nghe các em nha. Rồi, ở đây à, có nhiều em quy đồng lên là thất bại, hơi dở. Em nghĩ này, đây 3 căn 3 thì mình đặt căn 3 ra ngoài. 3 là căn 3 nhân căn 3, đúng không? Để căn 3 ra ngoài thì còn căn 3 cộng cho 1. Chia căn 3 trừ cho 1. Hai này đơn giản mất, còn căn 3 cộng 1 trừ đi 1, 1 trừ 1 hết, còn đáp số căn 3. Nghe không? Câu B. Đây là đơn thức nhân đa thức mình nhân vô. Căn 2 nhân căn 8 bằng căn 16, mang ngoài bằng 4. Căn 2 nhân căn 32 bằng căn 64, mang ngoài bằng 8. Căn 2 nhân căn 18 bằng căn 36, đúng không? Căn 36 bằng ngày 6. Mà 6 nhân 3 đáp số bằng 18, đúng không? Ngày này 10 cộng 4 bằng 14. Có một số em làm như vậy này vẫn được. Có nhiều em phai căn 8 ra ngoài ngày 2 căn 2, căn 32 mang ngoài 4 căn 2, căn 18 mang ngoài bằng bao nhiêu? Là gì em? 3 căn 2, đúng không? Đó, chúng ta cũng được, không sao hết nha. Rồi sau đó rút gọn đi rồi nhân căn 2 cũng được. Nhưng mà cái này nó hay nhất thì tôi làm cho các em thôi. Bài này, bài này tôi thấy căn 12 nè, để bài nhân vô đa thức nhân đa thức vẫn được nha các em, cũng vấn đề gì hết. Nhưng mà khai căn được, tôi khai căn cho các em coi nha. À, 12 khi mà không khai tay không nhận được á thì máy tính tự giúp các em, nhưng mà không được bấm cái dàn này vô máy tính được đâu nha, phải khai từng cái thôi. Mà 12 chia 2 được 6, chia 2 nữa được 3, đúng không? 12 bình nhân 3 mang ngoài 2 căn 3 cộng 2, đây là 3. Căn 27, 27 chia 3 là 9, 9 là 3 bình, vậy mang ngoài 3 căn 3. Đây là đa thức nhân đa thức. Cái này không thể hàng là thức, không thể nhân được rồi. Vậy thì nhân thôi, đừng sợ gì hết. 2 căn 3 nhân 3 bằng 6 căn 3. 2 căn 3 mà nhân cho âm 3 căn 3. Rồi nè, 2 nhân cho 3 âm 3, dương nhân âm, âm trước đi. 2 nhân 3 bằng 6 nè, căn 3 nhân căn 3 bằng 3 nè, áp số bằng 18. Thấy không? Căn 2 nhân 3, 2 nhân 3 bằng 6 nè. 2 trừ 3 căn 3 vậy là trừ 6 căn 3. Nghe không? Đẹp như mơ đúng không? 6 căn 3 trừ 6 căn 3 hết. Trừ 18 cộng 6 bằng âm 10, 12. Các em quan sát vô bài toán hình nha các em nha. Cho đánh giá ABC nối tiếp từng tròn tam ô. Kể hai đường cao BE và CF cách nhau tại H. Em nghe này. À, cho đánh giá ABC nối tiếp từng tròn tam ô đúng không? Tôi khuyên các em này. Có rất nhiều em dở nha. Vẽ tam giác trước rồi vẽ tam giác, khi vẽ tam giác thì chắc anh phải vẽ tam giác nhọn rồi, người ta không nói năng gì thì bắt buộc phải vẽ tam giác nhọn nha. Đừng có vẽ ra cân, đừng có vẽ ra vuông, đừng có vẽ ra đều. Tôi vẫn nói các em từ trong toán hình lớp 7 ha, vẽ tam giác truyền thống, tam giác nhọn truyền thống nha. Nhưng đừng bao giờ vẽ tam giác trước, tại vì cho tam giác ABC đủ tiếp đường tròn tam ô mà. Tại sao các em không vẽ đường tròn trước, vẽ tam giác bên trong nó nhẹ
Còn nhiều em vẽ tam giác sao? Rồi vẽ đường tròn nội tiếp, đường tròn sao? Ngoại tiếp, đúng không? Hay là tam giác nội tiếp đường tròn, rồi không biết tâm nó ở đâu. Lý thuyết thì không học, rồi xong luôn. Lúc này phải nối giao vào hai đường trung cực, hai cạnh của tam giác mới xác định được tâm. Nha. Vì thế nó rất là cực. Vậy thì tôi khuyên các em nên vẽ đường tròn chưa? Nha. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn là vô thì vẽ đường tròn chưa? Nhớ kỹ điều này. Đường tròn nam ô nha. Đây. Quá to luôn nha. Các em quan sát nè. Vẽ tam giác ABC nội tiếp đường tròn nam ô thì vẽ nè, tam giác làm đỉ dùng chút xíu. Tam giác nho, tam giác truyền thống. Vẽ cho nó tròn vô. Đây, bên cạnh này ngắn, bên chân này nó dài ra một chút xíu. Đó. Đó, đấy, nhớ tam giác truyền thống như vậy. Kỹ vô nha. Dạ. Cần vẽ tam giác trước rồi dùng hai đường trung trực với xác định được tâm theo thời gian của mình. Đó, mình phải khôn ngoan một chút xíu. Rồi, cho tam giác ABC được tiếp được cho nó một. Rồi. Người ta yêu cầu nè. Kẻ hai đường cao tên là BE và CF cách nhau tại H. Đường cao BE đây. Tôi cần vuông góc xuống nha. Rồi, cần vuông góc nha các em. Đây. Đường cao BE này và CF này. Căn cho nó chuẩn lên các em nha. Em tốt nhất là dùng thước EK là căn vuông góc là chuẩn nhất nha. Đây. CF này. Giao nhau ha, rồi trong đầu phải lóe ánh sáng lên liền. Là gì em? Hát là gì? Là trực tâm của năng lượng nha. Nên đường thẳng xuất phát từ thành còn này mà đi qua trực tâm lập tức vuông góc với BC nha. Vậy bảo đảm ai hát vuông góc với BC nha các em. Rồi còn đây có hỏi không? Rồi không hỏi gì hết. Tiếp tục em. Tia AO cắt đường tròn tâm O nha. Tia AO là tia nè, tia là gốc A. Cắt đường tròn nam O kéo đây tại điểm thứ hai, là điểm tiếp theo là điểm D nha. Vậy thì các em kéo dài xuống đây cho con. Đây là điểm D này em. Đó, D này đáng lẽ phải cho đây nè, chứng minh AH vuông góc ABC trước cho các em cho nó nhì ha, nó hay hơn. Ở đây vô là hơi gấp cho các em rồi đó. Yêu cầu chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành. Nói vô nha. Nói vô này. Đây, nói vô. BHCD, tôi nói vô này. Đây. Tứ giác này hình bình hành. Đó. Rồi các em suy nghĩ thử đó nha. Vậy thì coi cho dẫn phương pháp chứng minh nha các em. Giờ chính tiền nói về dấu hiệu chứng minh bình hành. Các em trong đầu phải có 4 cách. Lý thuyết có 5 nhưng mà nhớ 4 rồi đủ rồi. Thế bên anh, dấu hiệu thứ nhất. Các cạnh đối song song, các cạnh đối bằng nhau, hai cạnh đối song song và bằng nhau và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mới được. Đúng không? Đây là dấu hiệu chứng minh hình bình hành. Nha. Đó. Bình hành này, đây 4 dấu hiệu đó này. Còn dấu hiệu nữa là các góc đối bằng nhau nhưng mà không có gặp đâu, không chứng minh nổi đâu. Nha. Nhớ 4 rồi đó cho rồi. Vậy thì nó muốn chứng minh đối giác này hình bình hành thì tôi sẽ tập trung này em. Tôi nhìn đây nè. Lúc này cái em mà hình này mà em nhìn gần quá thì không bao giờ em nhìn ra được đâu. Em phải nhìn rộng hơn chút xíu. Em nhìn rộng hơn nha. BH thì em nhìn rộng nè. BH nhìn rộng là đây là BH vuông góc AC. Nè, BH vuông góc AC này. Và em muốn chứng minh hai này song song với nhau rất đơn giản. Thế vuông vậy chắc ăn hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Nhớ điều này. Vậy thì em phải nghĩ, ồ, muốn hai này song song rất đơn giản, chỉ cần chứng minh CD vuông góc AC thôi. Được rồi. Tại vì BH cũng vuông góc AC mà hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau, đúng không? Vậy chứng minh đều vuông. Em nghĩ trong đầu sao chứng minh đều vuông được?
thấy không, radio đó trong chuyên đề chúng tôi mua gấp coi dạng các em rồi. Đó, trong đầu phải có ít nhất bao nhiêu 10 năm cắt đối với phi một, phải soạn được chưa? Chưa soạn được thì phải coi lại nha. Tôi đã soạn những thiết điều này các em coi rồi đó nha. Vậy thì đâu ý nghĩa này, chúng ta chứng minh hồi được rồi. Lúc này tôi dùng cách này các em, các em nối OC lại cho tôi, em sẽ thấy liền. Đó, cái cách này trong chương trình lớp 8 và bài nó dùng ngay cái bài hình chữ nhật các em. Em học này, trong một tam giác, trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng đường cạnh huyền. Đọc ngược vấn đề này, chỉnh lý này lại nghe. Trong một tam giác, đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy ấy. Tôi nhấn mạnh hai chữ ấy đó, không lần nào tôi cũng nhắc đó mà các em chưa nhớ phải coi lại nha. Nè em, bán kính phải bằng nhau không? OOA cũng phải bán kính không? OCOA, OD có phải bán kính không? Đây nói đây là đường trung tuyến này, đi qua trung điểm nè. Đó, bán kính thì bằng đường kính chia đôi nè, đúng chưa? Đường trung tuyến bằng nửa cạnh ấy, đường trung tuyến ứng với một cạnh mà bằng nửa cạnh ấy thì tam giác này tam giác gì? Vuông. Đây vuông đó. Bây giờ đây vuông, đây cũng vuông, vậy hai này song song với nhau. Vậy các em trình bày bằng ha. Rồi, vậy thì tôi trình bày câu này. Và tương tự bên này cũng vậy, y chang vậy luôn anh em. Rồi, các em. Ta có OC bằng OE bằng OD bằng AD chia 2. Suy ra tam giác ECD vuông tại tại C. Nên nên em CD vuông góc AC. Mà BH cũng vuông góc AC. Giả thiết nè, nó đường cao nè, AB đường cao nè. Vậy từ đây suy ra BH song song với gì em? DC. Em đặt đây là một cho con nha. Rồi. Bên này chứng minh dấu vậy, các em có thể thay câu ngắn tụ luôn. Chứng minh tương tự suy ra CH song song với BD được không? Em có thể làm một câu một đó thôi nha. Em chứng minh hình thức giống nhau, mình nói rằng chứng minh tương tự CH song song với BD. Kết luận tương giác là hình nền gì? À, còn ở đây tôi không chứng minh tương tự nha. Tôi muốn các em, yêu cầu các em làm bài này cho nó nhớ rồi nha. Tôi sẽ nói này nè, tôi nói ra này nè. OB là bán kính hàng đấy. Em nhìn coi, trong tam giác ABD đúng không? BO bằng OE bằng OD bằng AD chia 2, đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì chỗ này cũng vuông. Mà CH cũng vuông chung AB luôn. BD cũng vuông góc AB, lập tức hàng này song song với nhau. Em thấy không? Giống hệt từ kia không? Đó. Rồi các em nào mà không thích thì cứ nói chứng minh được tự nha. Còn ở đây tôi cố ý tôi làm lại để cho các em nhớ bài nha. Tiếp tục chấm không ha. Ta có tiếp tục BO bằng OE bằng OD bằng AD chia 2. Thấy chưa các em? Suy ra tam giác ABD vuông tại B. Nên DB vuông góc với AB. Mà CH cũng vuông góc AB, giả thiết là ta cho đó suy ra DB song song với CH. Em đặt đây là số 2 cho tôi, từ 1, 2 suy ra tứ giác BHCD là hình gì em? Là hình bình hành. Khá hay nha các em nha. Ở đề đầu mới đầu đọc lên là tôi muốn để nó ra như vậy cho các em hay hơn. Đầu tiên là chứng minh AH vuông góc này, và có thể chứng minh bốn điểm này cùng nằm trên một đường trồng. Đó là như vậy nha. Nhưng mà để thiết kế bài thì thôi, làm bài thôi ha. Rồi, em quan sát đến câu B nha. Rồi, đúng ngay lời cho nói luôn. Chứng minh bốn điểm B, F, E, C cùng thuộc một đường tròn. Đây, B, F, E, C cùng thuộc một đường tròn. Đó, em nha. Rồi, chứng minh nhiều điểm nằm trên đường tròn trong lý thuyết tôi đã dạy rồi, đúng không? Đó, có hai cách, cái này một cách này các em. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn em làm nha.
Vậy thì làm sao chứng minh được bốn điểm này cùng nằm trên đường tròn? VFEC. Em nhớ này, ở trong lý thuyết á, tôi dạy trong những bài học á, nha, tôi đã đề cập, tôi đã nói hết rồi. Có hai cách giải như này một cách, nha. Chứng minh một điểm hay nhiều điểm nằm trên một đường tròn, nha. Chứng minh nhiều điểm trên nằm trên một đường tròn, thì em phải chứng minh những điểm đó phải cắt đều một điểm, mà điểm đó xác định chính là tâm của đường tròn, nha. Đó. Vậy thì em điểm này, em kiếm này. Điểm B, điểm F, điểm E, điểm C, em phải kiếm điểm cách đều nằm chỗ nào chứ? Đó. Nhưng em chưa xác định được điểm nằm đều nào, cứ ngồi kiếm điểm. Ô, điểm H hay điểm O? Sai hết rồi. Làm gì có nhìn thấy đây. Nó nằm ở đây thì... Nó nằm chính giữa này. Đây là đặt điểm Y với các em. Nha. Và phải gọi là đại là một điểm B. Nha. Rồi. Tôi đặt đây luôn, tại vì nó rớt cho tôi đọc hết cái đề, rớt cho đặt đây là điểm M luôn. Tôi gọi đây luôn M luôn. Nha, em nghe nè. Hoặc là tôi đặt điểm Y cũng được, chẳng nó sao nó tí, M nó trùng ở đây thì để đây luôn, không sao hết. Em nghe tôi nè. Tôi bài này cô B là tôi dẫn các em hai cách nha. Rồi em nè. Em nhìn vô đầu tiên có nhiều em nói trời ơi sao mà tôi tìm được, sao mà tôi tìm được chỗ này hay vậy, sao biết nó nằm đây. Em còn nhớ thuyết tam giác vuông không? Tâm đường tròn ngoại thuyết tam giác vuông nằm trên đâu? Trung điểm của cạnh gì? Viên, đúng không? Em nhìn thấy tam giác B, F, C phải tam giác vuông không? Vậy tâm phải nằm chung trên điểm bên hề đâu? B, E, C tam giác vuông không? Tâm nằm trên trung điểm bên hề đâu? Vậy tôi xác định được điểm đi. Vậy đầu tiên tôi gọi Y là trung điểm của B, C. Em nhìn thấy bảng này, tôi chứng minh cắt đều cho con. Gọi Y là trung điểm B, C nhé. Đấy, em nhìn đây, trung điểm thì hai bên này như nào với nhau? Còn nhau khi ở hai gạch đây các em. Em nhìn các FI là đường gì em? Em nhìn nhé. FI có phải là đường trung tuyến không? Em học là gì? Trong tam giác vuông đường trung tuyến đứng với cạnh huyền thì bằng được cạnh gì? Okay. Vậy thì cạnh này nè. Cạnh này có bằng cạnh này không? À. Tiếp tục. Gối đây là đáp ha. Trong tam giác BEC vuông ở C, EI có phải là đường trung tuyến không? Vậy có phải bằng được cạnh huyền không? Khúc này bằng khúc này bằng khúc này bằng khúc này đều cắt đều tâm đi. Vậy 5-4 điểm này cùng nằm trên một đường tròn. Đường tròn đường kính ở đâu biết không? Đường kính BC. Đấy, phải xác định được tâm ở đâu. Nha. Đó. Hầu hết cái bài hỏi các em đối với chương trình lớp 9 các em á, cơ bản bình thường, hầu hết nó hỏi nằm trên đầu hết là cho tam giác vuông hết, nằm trên trung điểm cạnh huyền. Em để ý đây nha, để nào cũng vậy đâu nha. Còn ngoài ra không phải tam giác vuông thì bài đó không phải dễ đâu nha. Rồi vậy thì lúc này tôi sẽ dẫn các em làm nha. Đầu tiên tôi gọi Y cách thứ nhất luôn, tôi dạy cho hai cách. Gọi Y là trung điểm có BC đó nha. Rồi, giờ tôi nói nè. Trong tam giác vuông BFC có em nhà trung điểm đi là trung điểm hai cạnh này bằng nhau. FI đi qua đường thẳng mà đi qua trung điểm cạnh huyền gọi là đường thẳng đi qua trung điểm cạnh gọi là đường trung gì? Trung tuyến. Mà trong tam giác vuông đường trung tuyến đứng với cạnh huyền thì bằng được cạnh gì? Cạnh huyền. Vậy thì đây có FI bằng BI bằng IC bằng BC chia 2 đường trung tuyến. Rồi tiếp tục. Trong tam giác vuông BEC đó EI bằng BI bằng IC bằng BC chia 2 đúng không? Đường trung tuyến á, E là đường trung tuyến này, đi qua trung điểm nè. Thích kỹ hơn thì em giải thích. Đó, em có thể giải thích nè. Vì FI là đường trung tuyến. À, đó, rồi cái kia là EI là đường trung tuyến. Và giờ đây suy ra đường gì em? Em nhìn coi. Này bằng này bằng này bằng này chia 2, này bằng này suy ra mấy cái này nhau nhau? Bằng nhau. Suy ra FI
bằng PI bằng IC bằng I. Vậy năm điểm này đều cắt đều điểm nào? Điểm nào? Điểm Y, đúng không? Nè, Y nè, thấy không? Vậy năm điểm này đều cắt đều điểm Y nhé. Kết luận vậy điểm gì em? Điểm E, điểm F, điểm B, điểm C cùng nằm trên đường tròn. Tâm gì biết không? Đường tròn nhé. Đường tròn tâm y. Đường kính BC luôn. Một cách. Tôi làm cách 2 ngắn hơn. Nhìn nha. Cách 2 tôi không cần phải nối luôn. Không cần nối luôn. Coi nhìn cách 2. Đó. Đó. Em nè, em nhớ không? Trong tam giác vuông, đường tròn ngoài tiếp tam giác vuông nằm trên đâu? Trung điểm là về đúng không? Em nhìn này, góc BFC có phải bằng 90 độ không? Vậy cái điểm F này làm sao? Thuộc đường tròn đường kính gì em? BC. Căn hình nó vai trò là đường gì? Đường kính. Tiếp tục, góc BEC có phải bằng 90 độ? Vậy chắc anh nó thuộc đường tròn đường kính gì? BC. Sau đó em chỉ kết luận năm điểm này cùng nằm trên đường tròn đường kính BC. Xong rồi. Nha, em sẽ tiếp tục bỏ. Trong lý thuyết rồi đã dạy các em có hai cách chứng minh. Đó, nha. Chứng minh một hay nhiều điểm thuộc đường tròn. Nha. Vậy thì tôi sẽ làm cách hai này. Thì mày cho nè. Ta có góc BFC bằng 90 độ. Suy ra F thuộc đường tròn đường kính BC. Nha. Tiếp tục. Góc tiếp theo là góc BEC bằng 90 độ. Suy ra Y thuộc đường tròn đường kính BC. Nếu vậy em phải đặt đây là số 3 và số 4. Từ 3 và 4 suy ra điểm F, điểm E, điểm B, điểm C. Tại vì hai điểm này thuộc đường tròn đường kính BC rồi, mà BC chính là đường kính. Đường kính thì chắc anh nó nặng đấy, làm sao? Nằm trên đường tròn thôi, đúng không? Đó, vậy thì F điểm E điểm C cùng nằm trên. Nha, nằm trên hay là cùng thuộc cũng được. Nha, còn sắp qua nó cho thuộc, cùng thuộc đường tròn đường kính kính BC nha các em. Câu C yêu cầu chứng minh A nhân AC bằng AF nhân AB. Em nhìn thấy điều này trong đầu em phải có hai hướng chính này. Ồ, có khả năng là hai tam giác đồng dạng hoặc hệ chất lượng. Nha, hệ chất lượng trong đó có vuông em. Nha. A nhân AC. A nhân AC. Không có liên quan hệ chất lượng rồi. Vậy thì nghĩ nha. Ồ, nó có khả năng rất hai tam giác đồng dạng. Em kiểm tra tam giác đồng dạng nha. Quy tắc kiểm tra tam giác đồng dạng rất đơn giản. Cái đầu này bắt với bên này. A nhá. Tam giác A nhá. Nối đây nó có nhiều quá. Tôi nối vậy nè. Các em nhầm chí chạy đây nó dễ hơn nè. AEB. Nhìn này. AEB là tam giác vuông. ACF. ACF là tam giác vuông không? Mà em mặc trong lý thuyết này. Hai tam giác vuông chỉ cần một góc nhọn bằng nhau thôi lập tức hai tam giác đồng dạng. Đó, hai tam giác đồng dạng thì em lập các cạnh tương tỷ lệ với nhau. Nè, em thấy tam giác vuông này và tam giác vuông này có A là góc nhọn chung với em. Xong, đồng dạng góc góc lập tỷ số ra, tôi bảo đảm ra điều này nha. Vậy thì tôi hướng dẫn các em làm nha. Đầu tiên tôi xét tam giác vuông A, E, B. Rồi cái sau rồi coi mình theo xét tỷ lệ nha. Nè, nhọn vuông nhọn giờ mình tương tự nè, nhọn vuông nhọn A, F, C.
Em xếp sai một cái là tí em lập tỷ số không đúng được đâu nha. Đó, A là góc nhọn chung, suy ra tam giác vuông AEB đồng dạng với tam giác vuông AFC theo trường hợp gì em? Góc tại vì tam giác vuông có một góc vuông bằng nhau rồi đúng không? Hai góc vuông bằng nhau rồi, thêm một góc nhọn bằng nhau nữa là góc gì nữa đúng không? Rồi ta lập tỷ lệ nè, ta có tỷ lệ nhìn ở đây nha. AE đầu thứ nhì trên đầu thứ nhì AF, AF ra đi rồi, còn AB đầu cuối trên đầu cuối trên AC, suy ra nhân chéo lên AE nhân AC bằng AB nhân cho AF. Và ngoài ra điều phải chứng minh. Các em coi câu cuối nha, câu cuối khá là hay luôn các em nha. Gọi M là trung điểm của BC. Đây, đây là M trung điểm BC. Nếu em làm ở cái bài cô B á, nếu mà em làm cách 1 thì em đặt đây là lúc nãy là đặt điểm gì em? Điểm Y đúng không? Thì lúc nãy em chỉ cần ký hiệu là Y trùng với M, ký hiệu ba gạch về người ta hiểu. Hiểu chưa? Ở nhà em nó chết rồi, bây giờ ký hiệu M làm sao đây? Xóa Y đi à? Đó, em ký hiệu trùng trên này rồi, Y trùng M nha. Còn nếu em làm cách 2 thì không cần đâu nha. Đây M đây. Rồi người ta yêu cầu chứng minh em HD thằng này, đúng không? Rồi, này đó là chủ đề chứng minh thằng hàng. Rồi, chủ đề đến chứng minh thằng hàng rất nhiều các nha các em, nhưng mà em biết làm cách nào đây nha. Hiện tại các em đối với chương trình bình thường các em nhớ trước cho tôi, hiện tại 3 bên 4 cách trước, 3 bên 4 cách trước, hoặc có thể nhớ 3 trước đi. Em nghe nè, ai quên thì nghe nhìn tôi lại nè. 3 điểm thăng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng đúng không? Có nghĩa là 3 điểm này sẽ tạo thành một góc bệnh. Có nghĩa là cách thứ nhất trong đầu vậy, luôn luôn nghĩ là trời ơi, 3 điểm này mình có thể tạo thành một góc bệnh không? Có nghĩa là mình chứng minh đưa về được 180 độ không? Cách 2 dùng tin để ức lích. Cách thứ 3 chuẩn bị nói nha. Cách thứ 4 về nhà nghiên cứu thêm. Phần này tôi đã nói trong ai học nó bảy tôi đã nói rồi, định lý sinh sơ nha, định lý sinh sơ chứng minh thằng hàng thật luôn. Còn nhiều cách biến đấu đi nữa nha, nhưng bài này ngày hôm nay nó rất nhiều chỗ này nha, nhớ kỹ điều này ha. Rồi tôi sẽ nói này nè các em, ai quên thì tôi muốn làm nhắc, cố gắng nhớ lại kiến thức chúng tôi. Em còn nhớ tính chất của hình bình thằng không? Hình thằng có một tính chất rất là quan trọng là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Em nhìn lên đằng này, đây tôi biết tôi vẽ hình đúng rồi luôn nè, đây là BH này, C này, D này, nhìn nha, tôi vẽ tắt hình ra cho em nhìn. Đây, ở đâu rồi? Hình bình thằng có một cái tính chất là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Hai đường chéo cắt nhau lại trung điểm mỗi đường. Có nghĩa đoạn này bằng đoạn này và đoạn này bằng đoạn này. Là tính chất của nó. Vậy mình lợi dụng tính chất này để mình chứng minh thằng hàng. Trong chuyên đề, trong chủ đề về lớp 8 tôi đã đề cập điều này cho các em rồi. Nha. Nhìn đây nè. Hình bình thằng hai đường chéo cắt nhau lại trung điểm mỗi đường. Vậy ở đây giả thiết người ta cho điểm M là trung điểm đường chéo thứ nhất. Nè, đây. M là trung điểm này ha. M là trung điểm đường chéo thứ nhất. Bản lý thuyết mình học thì mình hành hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mới được. Vậy thì M chính là trung điểm đường chéo thứ hai. Đúng chưa? Thì mình hành hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mới được. Mà M là trung điểm đường chéo thứ nhất, vậy M chính là trung điểm đường chéo thứ hai. Mà nó là trung điểm của đường thẳng này. Thì chắc ăn nó trung điểm, chắc ăn nó nằm trên đường thẳng này thôi. Đúng không? Thẳng hàng chứ. Thế nên ba đường thẳng này. Đó, là những cái cách này của chương trình chúng ta. Chẳng qua giờ muốn chứng minh, tôi chứng minh cho các em coi nghe, nó mở rộng biện thể nói cho các em mở rộng nghe nha. Còn thì sự chứng minh cái cách vừa tôi nói là xong rồi. Còn tôi đưa về 180 cho các em coi nè, tôi đưa về Simpson cho các em coi nè nha, dùng định lý Simpson em nhìn nè. Quy tắc hình bình hành thì luôn luôn nhớ kỹ dùng tôi, hai cạnh đối bằng nhau đúng không, hai góc này so lên trong bằng nhau. Hai tam giác này bằng nhau nè.
theo trường hợp cạnh góc cạnh nhé. Xoay lên trong, hai tam giác này bằng nhau nên góc này bằng góc này. Có nhiều em ấy dễ lắm, sao không dùng định lý đối định. Trời ơi, nó đối định nó là ngàn rồi làm chi nữa, đúng không nha? Hai góc đối định là mỗi cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia, đó là thằng hàng rồi nha. Cái này chưa thằng hàng mà tự nhiên em nói đối định bằng nhau là không được. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh dẫn đến góc này bằng góc này. Còn nhà bác học Simpson chỉ cần chứng minh góc này bằng góc này thôi, lập tức 3 điểm thằng này. Rồi tôi nói này, tại sao nhà bác học Simpson làm điều này mà vẫn được chấp nhận? Tôi giải thích nè, nghe nè, 3 điểm này thằng ngang rồi thì góc này cộng góc bên này, góc này cộng góc này bằng bao nhiêu? 180. 3 điểm này thằng ngang nè, BMC thằng ngang rồi, TM là trung điểm với AC mà, thì góc này cộng góc này bằng 180. Mà em vừa chứng minh được góc này bằng góc này vì hai tam giác bằng nhau chứ không phải đối định. Biết chưa? Góc này bằng góc này, màng này cộng này bằng 180, vậy suy ra góc M bên này cộng góc bên này bằng nhiêu? 180. Góc này cộng góc này bằng 180 có nghĩa là tạo thành một góc bình dẫn đến 3 điểm thằng gì đó. Tôi đưa về 180 cũng được, còn nào theo nhà bác học Simpson cũng được, nhưng vẫn ngắn hơn cái cách tôi vừa nói. Nè, cái cách này, hai hình bình hàn, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông luôn, hai điểm chéo cách nhau tại trung điểm mỗi điểm. Nếu một điểm là trung điểm đường chéo nhất thì điểm đó chính là trung điểm đường chéo này, mà trung điểm thì chắc ăn phải thẳng hàng rồi, và cách đều hai đầu bút luôn, vậy kết luận 3 điểm đó nha. Vậy thì lúc này trình bày bài như vậy, tôi sẽ lựa chọn cách ngắn nhất nha. Tôi không đưa về trăm tám, không đưa về gì Simpson à, vẫn cách này ngắn nhất đó. Rồi vậy thì trình bày câu này là câu đề. Trả lời ra, vì M là trung điểm đường chéo BC của AB bên anh, BHCD suy ra M cũng là trung điểm đường chéo HD suy ra M cũng là trung điểm đường chéo HD của hình bình hàn BHCD. Nó là trung điểm của HD, kết luận vậy điểm H, điểm M, điểm D thằng ngang. Câu tiếp theo, chứng minh OM bằng AH chia 2. OM, nối OM này cho tôi. Tôi vẽ đậm lên luôn nha, nhìn kỹ ở đây nè. Tôi vẽ đậm cái đường này lên. Đó, tôi lấy đồ đen lên cho nhìn đó. Yêu cầu chứng minh OM bằng AH chia 2. Những gì chia đôi được? Trung điểm. Gì chia đôi được? Trung bình. Trung điểm thì chia đôi được đúng không? Trung điểm là điểm giữa các điểm hai đầu bút đúng không? Trung bình. Nhớ hai ý đó cho tôi. Nga là cao nhất. Nghe nhìn OM với AH làm gì mà trung điểm được, đúng không? Rồi, vậy trung bình coi có được không? Nhìn lên bảng. Em nhìn nhá, AO nè, có bằng OD không? Rồi, đúng không? Bán kính này. Thấy chưa?
Thấy chưa? M là trung điểm của H gì? HD. Cái cạnh này nè. Các bạn cái này không? Thấy chưa? Em nhìn vô cái tam giác tô đồ này em thui nè. Đường thẳng OM có phải đi qua trung điểm hai cạnh của tam giác không? Đúng không? Đường thẳng nối liền trung điểm hai cạnh của tam giác gọi là đường gì? Đường trung bình. Mà đường trung bình thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh thứ gì? Vậy OM bằng AH chia. Để khi đường này. Rồi, vậy thì tôi chỉ ra đây. Em nói này, trong tam giác, trong tam giác HEHD đó, tôi làm chậm nha. OA bằng OD bằng bán kính. Rồi HM bằng MD khỏi giải thích gì hết. M là trung điểm anh hát, đúng không? Suy ra OM là đường trung bình của tam giác AHD. Mà đường trung bình thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh thứ ba, và OM bằng AH chia 2. Ok. Điều khoản trung bình.